Mời vào. Dạ, chào giám đốc. Chào anh. Anh hôm nay có chuyến bay vào 12 giờ trưa hay anh đã chuẩn bị? Chuyến bay gặp Josh ở bên Singapore hả? Dạ, thì anh chỉ còn thiếu cái áo không thôi. Em chạy ra Vincom mua giúp anh là được rồi. Với lại sử dụng cái điện thoại đổi cho anh cái mới luôn đi nha. Dạ. Cái này của Bắc quá à. Ủa, mới nhắc luôn anh hả? Đúng rồi. Dạ, anh còn có cuộc hẹn với bên giám đốc công ty ACB vào 9 giờ sáng chủ nhật. Gặp đô bên ACB đúng không? Dạ. Vậy thì em tranh thủ đến đó anh nha, bởi vì 11 giờ là mình phải ra sân bay để check in này đó. Dạ. Ok, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, chào anh, em là Vi, lễ tân của công ty ACB, không biết thì em có thể giúp gì được cho anh không ạ? Anh bên công ty Alibaba, hôm nay anh có đặt lịch của giám đốc, anh có lịch họp với giám đốc bên em vào 9 giờ. Dạ, anh vui lòng để em một chút để em liên hệ với thư ký của giám đốc ạ. Anh nghe em ơi. Anh Danh ơi, em là Vi bên bộ phận lễ tân. Có phía bên công ty Alibaba có đặt lịch hẹn đúng 9 giờ với giám đốc ạ. Ok em, vậy thì em dẫn khách vô phòng chờ đi nha, để anh liên hệ lại với giám đốc. Dạ dạ, ok ạ. Dạ. Mời anh hai anh qua phòng chờ. Bên em có trà và cà phê, không biết hai muốn dùng gì ạ? Cho anh nước suối rồi. Công ty ACB nhìn vậy mà bự quá ha. Cảm ơn em rất nhiều. Em mời hai anh dùng nước ạ. Meanwhile. Vào đi em. Dạ, em chào giám đốc ạ. Chào em. Thì lễ tân mới gọi cho em thông báo là phía công ty Alibaba đang có cuộc hẹn với mình lúc 9 giờ. Thì một chút nữa anh có cuộc họp gấp với bên công ty Trường Thịnh, thì em có thể hủy hẹn hoặc là dời hẹn với công ty Alibaba dùm anh được không? Dạ, để em sắp xếp cho sếp. Cảm ơn em. Dạ, chào em. Later. Hello, chào Vi, anh là Danh, thư ký của anh Đô, giám đốc. Thì một lát nữa có chị Tuyết, giám đốc bên phía công ty Trường Thịnh á, hẹn với giám đốc vào lịch 9 giờ, thì chị tới thì em sắp xếp dẫn chị lên phòng họp nha. Rồi, ok. 5 minutes later. Dạ, chào anh ạ. Em là thư ký của anh Đô, giám đốc công ty ACB ạ. Thì về cái cuộc hẹn lúc 9 giờ ngày hôm nay thì em xin lỗi là bên em sẽ hủy cuộc hẹn này ạ. Anh không thể chấp nhận chuyện đó được, bởi vì anh đã dời chuyến công tác đi Singapore của anh vào trưa nay để đến mà gặp anh Đô để ký cái hợp đồng rất là quan trọng này. Còn về phía công ty em thì anh nghĩ là nên sắp xếp cuộc hẹn sớm nhất có thể lại với anh, để anh có thể hoàn thành đúng tiến độ công việc của anh và không bị trễ nải. Dạ, anh thông cảm cho giám đốc ạ, tại giám đốc có một cuộc hẹn đột xuất. Thì em sẽ sắp xếp lịch hẹn của anh sớm nhất có thể với giám đốc được không? Sớm nhất là khi nào em? Bây giờ là đã 9 giờ rồi. Dạ. Thì anh chỉ ngồi đây chờ đến trước 10 giờ. Dạ, vậy thì ngay sau cuộc họp này thì em sẽ bố trí cuộc hẹn với mình ạ. Rồi, ok em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. A few minutes later. Dạ, chào anh chị, em là Vi, bộ phận lễ tân. Không biết thì em có thể giúp gì được cho anh chị không ạ? Anh là thư ký bên công ty Trường Thịnh, thì đây là giám đốc Tuyết. Hôm nay bên anh có cuộc hẹn bên giám đốc của em á, không biết là hiện tại giám đốc của em có đang bận không? Dạ, giám đốc của em đang ở phòng họp tại anh chị. Vui lòng anh chị đi theo em ạ. Chào chị, mời anh chị vào. Giới thiệu với sếp, đây là chị Tuyết, giám đốc phía công ty Trường Thịnh, và đây là anh Đô, giám đốc phía công ty ASEAN. Em gì? Mời chị không? 20 minutes later. Cảm ơn sự hợp tác chúng ta. Chúc là chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài. Cảm ơn chị. 5 minutes later. Anh ạ, đã xin lỗi vì đã để hai anh chờ lâu ạ. Thì hiện tại thì sếp em vừa mới xong cuộc họp ạ và đang chờ hai anh ở phòng họp. Thì em có thể dẫn hai anh lên để gặp mặt sếp ạ. Ok, mình đi thôi. Ok. Lâu quá. Vào đi em. Mời hai anh vào. Giới thiệu với anh đây là